Hello tất cả các bạn. Hôm nay thì Chín thì mình sẽ đi trải nghiệm nó gọi là buffet lẩu của Thượng Hải. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi thôi. Giá cả thì được nghe nói là cũng không đắt lắm. Mình thì cũng không phải là người nhiều tiền, thế là mình đi ngay. Mình biết rằng đây là một món mà phù hợp với túi tiền của mình và lại còn giải quyết được nhu cầu khi đang đói các bạn. Let's go. Trung hết, anh thấy không lấy đường nối à? Nó ở đâu nhỉ? Ừ. Nhưng vấn đề là đang đéo biết là đi sang bên kia kiểu gì. Hello, và hiện tại là mình đang có mặt ở trước quán Highly Champagne. Và bây giờ thì bọn mình sẽ di chuyển vào để ăn. Đây là một quán buffet lẩu rất gần khách sạn của bọn mình đang ở. Và không biết là khách mời của mình đó là bạn San San cũng như là các bạn Caster thì đã đến chưa. Thì bây giờ có lẽ là chúng ta sẽ cùng bước vào để chuẩn bị dùng bữa, rất là đói rồi. How can I order? I don't know. Did you order? Do you order? Wait, you order already? Jason, did you order? No, I haven't. The soup, right? What soup do you want? There is... Spicy. What kind? Spicy. No spicy. Spicy is the first stop. And then? Good. Chicken. Duck. You? Yeah, the table? Table. Yeah, give me one here. Press the table. Order for me, please. You want vegetable? Yeah. Đây, 7 Up. Ở đây có một điều rất là hay, để là nước các bạn sẽ tự phục vụ. Và có một cái thứ mình rất thích đó là Diet 7 Up. Không béo mà cực ngon. You know what? That is have 7 Up diet. What? Really? Really? Oh yeah. Very fucking good. Và buffet lẩu ở đây thì nó rất là khác buffet lẩu Việt Nam. Các bạn có thể nhìn thấy là mỗi người cũng sẽ nhìn thấy nước riêng. Và quan trọng là người ta sẽ để hết ở đây. Tất cả người các bạn Quỳnh Anh. Con này là cái này để nướng đúng không? Và đây thì các bạn có thể ăn đồ nướng luôn. Thế nên là có những món sẽ phù hợp với nướng hơn. Ví dụ như cá này chắc chắn là nướng này. Xua này. Đây là ếch à? Mình không biết đây là gì, đây là ếch. Đây là ếch nha các bạn nha. Đây là ếch. Cá ếch, đây là cũng là cá nhưng mà là người ta đã phi lê ra rồi. Đây sẽ là để ăn lẩu, bên này sẽ để ăn lẩu. Đó, bây giờ cái này sẽ phủ phả nước lẩu cho nó ngọt nước. Và chúng ta có thịt viên. Đây không chỉ là buffet lẩu mà sẽ là buffet tất cả luôn. Ê, bên này cũng có đồ này. Đồ này để nướng, xúc xích. Rồi là thịt viên. Thịt viên này để ăn lẩu. Xúc xích, à không, đồ này để ăn lẩu. Há cảo á này. Há cảo này anh. Chơi mì kìa. Ui nha. 70 tệ chỗ này, 70 tệ bao tiền nhỉ? Tầm 2,5. Tuyệt vời quá các bạn ạ. This thing is fucking good. Chả biết nó là cái gì luôn nhưng mà ngon vậy đi. Bên cơ bên. San San với cả ấy không thấy đi đến đây. Hello.
Ở đây thì có một điều rất thú vị các bạn ạ, đó là không những đồ ăn thì các bạn sẽ ăn thoải mái với một số lượng tiền như là buffet ở Việt Nam, và quan trọng là đồ uống các bạn đều miễn phí hoàn, không phải là miễn phí mà là nó nằm trong giá hoàn toàn của buffet. Bởi vì 9 tệ các bạn có thể nhìn thấy là bọn tôi uống bao nhiêu thứ không? Và bây giờ thì có lẽ là cũng khá là phê rồi, chỉ khác là bọn tôi sẽ về ngủ một giấc. Và nói chung là đây là một cái trải nghiệm rất thú vị của mình. Mình được ăn cực kỳ nhiều món ăn, không biết là review của Léo gì bởi vì là nó quá nhiều món ăn. Tôi thì cũng rất say rồi, tôi uống 3-4 loại bia rượu rồi. Thế là có lẽ là bây giờ thì sẽ tạm biệt tất cả mọi người và sẽ quay trở lại vào những cái video tiếp theo. Nếu là lần đầu tiên các bạn đến với Phạm Bên Cảm Sơ Đức Duy thì hãy like cũng như là follow để không bỏ lỡ bất kỳ sản phẩm nào của mình trong thời gian sắp tới nha. Xin chào tất cả các bạn, mình là Duki, streamer và caster của nhiều bộ môn như Dota, PUBG, PUBG Mobile hay là Auto Chess. Như các bạn cũng đã biết, mình có một fanpage tại đây. Và sắp tới thì những sản phẩm của mình cũng sẽ được upload trên kênh YouTube này nữa. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, nếu đã like rồi thì đừng tiếc gì một subscribe cả. Và nếu thấy có gì sai sai thì hãy comment ở dưới mỗi video clip nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, cảm ơn mọi người nhiều.